các chuyên gia phong thủy nói gì về nguyên nhân dẫn đến tai họa kinh khủng của đập Tam Hiệp. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Góc nhìn phong thủy thế giới ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới với giá trị lên đến 40 tỷ đô la. Tuy nhiên thì ngoài vẻ hùng vĩ và quy mô rộng lớn thì những tai họa cũng từ đó mà tỷ lệ thuận. Có một điều đặc biệt ít ai biết đến, đó chính là nguồn gốc những thảm họa của đập Tam Hiệp lại bắt nguồn từ việc động chạm đến phong thủy long mạch. Vậy thì những bí mật này là gì? Các chuyên gia phong thủy lý giải những hiện tượng đó ra sao? Hãy cùng theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Các nhà khoa học và các chuyên gia phong thủy cho rằng đập Tam Hiệp là long mạch lớn nhất thế giới. Nó mang lại lợi ích và nuôi dưỡng quốc gia Trung Quốc. Giờ đây, những người được gọi là học giả và chuyên gia không có kiến thức về phong thủy bát quái đã thay đổi long mạch lớn nhất của Trung Quốc và phá hủy phong thủy Trung Quốc. Và kết quả, thảm họa của công trình đầy tham vọng đó là tai họa nối tiếp tai họa. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc nguyên nhân dẫn đến những thảm họa của công trình đập thủy điện lớn nhất thế giới này. Lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đang khiến cho 22 tỉnh với dân số 8,5 triệu người bị ảnh hưởng, 148 con sông có mức nước vượt ngưỡng báo động, làm cho người dân lo sợ việc vỡ đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Sông Dương Tử được coi là long mạch lớn nhất ở Trung Quốc. Một số bậc thầy phong thủy cho rằng việc xây dựng con đập của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cắt đứt long mạch dân tộc Trung Hoa và phá hủy phong thủy đất nước, gây ra thảm họa liên tiếp trong lưu vực sông Tam Hiệp. Khi bắt đầu xây dựng con đập, có điều kỳ lạ đã gây sốc cho công chúng. Người quản đốc được Diêm Vương gọi rời khỏi hiện trường. Người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng phong thủy địa lý. Sông Dương Tử luôn được coi là long mạch lớn nhất thế giới, đã mang lại chu phú và nuôi dưỡng dân tộc Trung Hoa hàng ngàn năm. Cửa phía Tây của đập Tam Hiệp giáp huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh của phía Đông giáp thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc. Có 3 hẻm núi lớn từ Tây sang Đông, hẻm núi Cù Đường, hẻm núi Vu và hẻm núi Tây Lăng. Những ngọn núi cao hai bên của Tam Hiệp đối với nhau, vách đá dốc đứng và đỉnh núi thường cao hơn 1.000 cho đến 1.500 mét so với mặt nước sông. Điểm thấp nhất là dưới 100 mét. Các thầy phong thủy tin rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp đã cắt đứt long mạch dân tộc Trung Hoa. Một số lượng lớn trạm thủy điện đã chặn nguồn nước thượng nguồn và ngắt lưu thông giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, khiến cho dân tộc Trung Hoa phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn chưa từng thấy. Bí mật về những điều linh dị ở đập Tam Hiệp chưa từng được biết đến. Khi bắt đầu xây dựng đập Tam Hiệp, có tin đồn rằng có một con rắn đã bị chặn bên trong. Thật trùng hợp khi mà một số người thực sự đã phát hiện thấy một con rắn trong đập Tam Hiệp. Điều này cũng đã được đưa tin. Theo bài báo đưa tin, có con rắn dài hơn 1 mét, thân có vằn sọc đã xuất hiện ở đập, khiến cho người dân hoảng loạn. Một người đàn ông đã mạnh dạn dùng thanh gỗ khiêu khích nó, nhưng con rắn không tấn công người. Trong dư luận lan truyền câu chuyện rằng, khi xây dựng đập Tam Hiệp, một quản đốc nhà thầu đã có giấc mơ kỳ lạ. Anh ta mơ thấy một hôm mình ở trong cung điện của Diêm Vương. Phán quan nói với anh ta rằng nếu anh ta dám xả nước thì sẽ giảm 150 dương thọ của anh ấy. Quản đốc sợ hãi vội báo cáo lãnh đạo. Nhưng lãnh đạo nhờ phụng chủ nghĩa vô thần đã không tin điều này. Sau đó liền đi thị sát. Tối hôm đó đã mơ thấy mình bị Diêm Vương mời đi uống trà. Phán quan nói nếu là không thể tránh khỏi thì mong ông có thể di rời tượng phán quan và tượng Diêm Vương đến nơi khác. Nếu không sẽ có báo ứng. Người lãnh đạo đồng ý, phán quan liền chấm một điểm trên trán anh ta, nói rằng đó là bằng chứng. Tuy nhiên sau đó lãnh đạo này nghĩ là chỉ nằm mơ, cũng chẳng quan tâm đến nữa. Sau này cả quản đốc và vị lãnh đạo kia đều bất ngờ tử vong. Khi ấy mọi người truyền nói, sau khi hai người qua đời, ở bên rìa làng buổi tối thỉnh thoảng
có nghe âm thanh của tiếng xiềng xích va vào nhau. Có người còn từng nhìn thấy một hàng bóng đèn trong đêm. Đập Tam Hiệp cùng những hệ lụy từ công trình khổng lồ đầy tham vọng. Trung Quốc đang bị ám ảnh bởi lời nguyền siêu đập nhằm thỏa mãn tham vọng về những cái gọi là vĩ đại nhất. Tuy nhiên, đằng sau sự thỏa mãn đó là những mất mát không thể tính hết. Báo cáo của chính phủ Trung Quốc về đập Tam Hiệp sau khi đập được chính thức phê duyệt vào năm 1992 chỉ nói về những lợi ích thu được, coi đây là một chương trình để củng cố sức mạnh chính trị, kinh tế và công nghệ quốc gia. Tuy nhiên thì các chuyên gia kinh tế của nước này lại đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phí tổn, ảnh hưởng về mặt xã hội và môi trường của công trình khổng lồ này. Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất đó là việc tái định cư cho những người dân bị mất đất trong lưu vực hồ chứa. Diện tích chứa nước đập Tam Hiệp rộng tới 10.000 km2 và kéo dài hơn 600 km về thượng lưu. Đây là quê hương và là nơi sinh sống của 1,5 triệu người. Trong một thông cáo mới đây, chính phủ Trung Quốc họ nhận thức được một số vấn đề, ngay cả trước khi dự án xây đập bắt đầu được triển khai. Một số vấn đề khác nổi lên trong quá trình xây dựng. Những hệ lụy mà các cộng đồng xung quanh con đập và dọc bờ sông Dương Tử đang phải gánh chịu và thiệt hại lớn hơn rất nhiều so với những gì dự kiến. Việc xây dựng được cho là gia tăng nhanh chóng và gây nên các trận động đất, làm cho hệ sinh thái bị phá hủy cùng hàng loạt vấn đề nghiêm trọng khác. Thống kê của Bộ Môi trường Trung Quốc cho thấy, khu vực xung quanh đập chỉ riêng năm 2017 đã chịu 776 trận động đất, tăng 60% so với cùng kỳ trước đó, so với mức rung chấn lên đến 5 độ Richter. Một nghiên cứu từ cơ quan theo dõi động đất Trung Quốc cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ khi Thánh Thành, từ năm 2003 cho đến năm 2009, số lượng động đất đã tăng lên 30 lần. Kể từ khi đập được xây dựng, một trận lũ kinh hoàng đã xảy ra trên sông Dương Tử vào năm 1998, cướp đi 3.500 sinh mạng. Chưa kể, đập được coi là thủ phạm gián tiếp dẫn đến trận động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2008, khiến cho 87.000 người bị tử vong. Đập thủy điện Tam Hiệp được coi là nguyên nhân khiến cho mực nước giảm mạnh ở các vùng hạ lưu, khiến người dân không còn nước sinh hoạt trong thời gian hạn hán diễn ra từ tháng 1 cho đến tháng 4 hàng năm. Đơn cử, trận hạn hán ở Tứ Xuyên được cho là tồi tệ nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Trầm tích tụ gần con đập được coi là mối đe dọa thường trực đối với việc kiểm soát lũ lụt. Và để giải quyết điều này, Trung Quốc đã phải xây hai con đập lớn ở thượng nguồn để chặn bùn. Hồ chứa nước của đập được cho là hấp thu rất nhiều nhiệt và được cho là nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trung bình trong khu vực. Nhiệt độ tăng lên và sự thay đổi về hệ sinh thái đã tạo ra mối đe dọa đối với nguồn cá của con sông. Trong các đợt mưa lũ hàng năm, hàng ngàn tấn rác đã bị cuốn trôi xuống hồ chứa của đập Tam Hiệp. Hiện tại thì mỗi ngày có hơn 3.000 tấn rác được thu dọn ở con đập, nhưng vẫn không thể đủ để dọn sạch tất cả số rác bị cuốn trôi xuống đập. Đặc biệt, bước vào thời vận cuối năm Kỷ Hợi 2019 và bước sang năm Canh Tý 2020 cho thấy là một khoảng thời gian chú định những khó khăn bất thường, đặc biệt là cuộc đại dịch viêm phổi Vũ Hán ngay thời điểm mở đầu năm đã khiến cho thế giới đều nhận thức được sự siêu thường của Made in China. Công trình Tam Hiệp đã phá hủy phong thủy Trung Quốc. Theo lý thuyết phong thủy, địa hình Trung Quốc cao ở phía Tây Bắc và thấp ở phía Đông Nam nên gọi là Thiên Khuynh Tây Bắc, Địa Hãm Đông Nam. Cha Tiên Thiên Bát Quái, Tây Bắc là Cấn, là núi Côn Lôn, thuộc về Tổ Sơn. Xét trên góc độ triết học truyền thống Trung Quốc, thiên địa nhất khí, cha thiên bát quái, Tây Bắc là Cấn, là núi Côn Lôn thuộc về Tổ Sơn. Xét trên góc độ triết học truyền thống Trung Quốc, thiên địa nhân nhất khí, khí dưới mặt đất ngưng kết thành long mạch, hình thành sơn mạch và thủy mạch. Do đó, từ núi Côn Lôn, Trung Quốc có 3 sơn long và 2 thủy long. Long mạch thông thì vận nước hưng thịnh,
long mạch không thông thì vận nước sẽ bị ảnh hưởng. Đại vận hà khai thông, hai con thủy long Bắc Nam được thông nhau, thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của nền kinh tế Trung Quốc lúc đó và hàng trăm năm sau. Đại vận hà thuận chiều mà chảy, nhưng công trình Tam Hiệp lại trái với tự nhiên. Đập Tam Hiệp đã chặn ngang dòng chảy của sông Dương Tử, giống như cơ thể một người bị cắt đứt ngang lưng, hoặc một con rồng bị bức tường đè qua cơ thể và không thể cử động. Lúc đầu, sông núi còn hòa hợp, nay cân bằng âm dương đã bị làm hỏng. Người xưa có nói, thiên nhiên là bất khả chinh phục, con người chỉ có thể thích nghi và tận dụng. Phong thủy long mạch cũng không thể bị xáo trộn một cách tùy tiện, nếu không nó sẽ gây ra thảm họa cho nhân loại. Những nguy cơ của con đập trị giá 40 tỷ đô la này cùng với hậu quả thảm khốc mà nó gây ra cho môi trường, di tích lịch sử, kinh tế có vẻ cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Long mạch của đất nước Trung Hoa chảy cuồn cuộn mấy ngàn năm đã bị chặn đứng và dần dần thoi thóp. Hẳn không chỉ 1,3 triệu người dân vùng thượng lưu và hạ lưu của con đập này bị ảnh hưởng, mà hàng trăm triệu người dân và vận khí của Trung Quốc bị tiêu hao không hề nhỏ. Đồng thời, các nước lưu vực sông Mekong, trong đó có Việt Nam, có lẽ cũng phải hứng chịu ảnh hưởng một khi quả bom nước treo trên đầu này bị vỡ. Trên thế gian này, quy luật to lớn nhất chính là quy luật tự nhiên, thuận theo tự nhiên mới là đạo sinh tồn của nhân loại. Như vậy, dễ hiểu rằng, những kẻ đi ngược lại tự nhiên thì dù sớm hay muộn, tất sẽ tiêu vong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy thông tin này hay và hấp dẫn, hãy like video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Để theo dõi thêm những thông tin hay nhất về những bí mật phong thủy thú vị ẩn chứa bên trong câu chuyện đập Tam Hiệp, quý vị và các bạn hãy bấm vào biểu tượng chuông ở góc bên phải màn hình để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.